Chị ơi, hôm nay chưa giao dịch được chị ạ. Chưa giao dịch được. Đấy, còn lại cho cháu quả nhà hàng ký. Ký cho con ạ. Thôi hết là đi thôi. Tôi đi mẹ. Ai nói cho anh có con mạng cũng không theo dõi thì phải báo là hối lộ. Thế là ông ở trong này hả? Nhà. Nhà trong này. Nhà tôi trong cái đường à. Thế à? Thế hôm nay tôi ngày xưa có cái trời đó. Năm này là nó bị phạt mấy không phải được gì. Đại ca. Đại ca. Nhưng mà được gì. Mấy cái bố nó đá ngoài. Thế thì tôi là sếp đấy. Sếp bên an toàn giao thông, an toàn điện, an toàn điện đấy. Tôi về đây tôi có đá làm được không? Con câu cho lấp đi, con câu tới về là lấp hết ao,
bên nào nóng thì mọi người chơi đi. Cô hôm nay chưa giúp làm được cô ạ? Vâng, đúng ạ. Mấy ngày nữa không hứa được. Tại vì nó liên quan đến nhà nước, điện toán cơ. Con cháu không biết được. Còn không có gạo mà ăn nữa, mất cả gạo sát. Cái thì bay đi, bay ăn khó mà. Mày đi đâu? Cao quá sao?
lớp 1 đến lớp 12 50.000 là từ 15 mét là thích trường hợp nặng. Trung thu thì chỉ sao thì bán kẹo như không ạ. Mua bánh kẹo cho các cháu thì thực hiện là không ạ. Thực hiện cho con người đi mua cho các cháu. Có thể nói rằng ai mà cháu nào vào trong đại học con lâu năm, cháu nào học sinh giỏi thì nguyện là lên ôi gì đâu vô thế tí vào muộn. Thank you.
đảm bảo phí của ngày tháng. Ô hí đứng đâu nhỉ? À đây. Vâng vâng vâng, chào.
Nhà đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn cái giống này nó lạ lắm cơ. Đăng ký này. Anh nào ăn nó ngọt. Tại hôm nọ nó trước kia máu chân nó đen kỹ đấy cả. Cái gì như quả quất mà là quất này đánh không sạch còn quất lân. Lân quá sạch ngay. Thế mày đánh lân. Lân sạch ngay. Ừ. Đánh quất rồi. Ông biết là được cái bọn trẻ con ấy, thì đi nấm ra này à? Hoài không? Chứ nên ngoài như ngoài nãy giờ nó vui hết lên đầu. Đã 5B à? Hoài rồi. Cháu nhà này cũng 8-9 giờ nó mới sạch. Cháu là ngoài 4-5 giờ. Không giờ. Ông xong giữa. Bạn con ra nào kìa. Bạn ngồi ngồi nhỉ? Bạn ngồi ngồi. Nhìn nó biết. Hai bà cháu muốn tụ tạp về. Điều ký hồ sơ đi bạn. Điều ký hồ sơ đi bạn. Xem thử HDR. Ui, 24 min. Xạ T13 kinh thật. Điện nước trường chạy. Quá kỳ cục. Đấy cho cầm ra. Không mất
riêng xuống ủy ban, ủy ban nó liên quan, nó không có cây cối đổ những đất lên điện. Nó khắc phục cũng là cái khắc phục được cái đó này. Cái ở chỗ này nó không đi ai á. Anh vào từ cột Côn Sơn sang Đền Sinh sang bên chỗ nhà em ấy, cây cối nó đè lên điện, thấy là giảm đất này. À, này không liên quan. Từng hạ thế một. Em bổ nghĩ một cái này nó bị dựng nên luôn, này nó cho điện và nữa chẳng hạn nó xong cái ở cái trạm biến cái khu này là phải có đầu tiên là nó liên quan đến ủy ban hành chính tâm thần cái trạm này có phán quyết nào đấy rồi cột điện nó vẫy ở đâu liên quan nhau. Thì tôi nó ăn hết. Và vội vàng ăn cơm không tối lại đi ơi ngày cứ mấy triệu hả số giật kiếm em ngày này tối hôm qua rồi cũng có điện cũng có nô cô phan vợ cũng là giải nhà nấu cái nhà anh cũng là về chứ bà ngoại những cái nấu đi cũng là ba lên rồi xong mà công bếp ga đâu đâu vợ đâu đâu thế anh nhà anh nó lại bộ thế thứ bài lại bê cái chút được cơm chồng tôi chết này không tiêu không nồi. À, là gì đấy làm gì đấy đâu tiền không bạn không làm được không bạn tôi cứ mày không được đây là không có bạn mới đến mà thằng nhặt thằng mà không đâu đấy ba triệu mấy hôm rồi xuống bão đồng nấu bếp ga anh đồng bếp ga nấu rồi nồi gan đấy chứ nó lừa vô về bên đại như nhà bà ngoại ấy thì là có mấy phát nấu bếp ga cứ nồi 70 đấy. Mà nấu 4-5 bát gạo á, ăn như hội, ăn ngon. Giám đốc con hay.
Về vay tạm tiêu đó. Đâu đâu đây già nhà anh chơi vốn như sân ơi, trên dưới được cây vẫn nhìn thấy là hiểm như thành to của anh phạt bộ là rồi còn vẫn không ai dọn được mỗi mình em và đây ngày qua khoảng một em rồi đau giờ đau hết cổ chân là cái cũng ấy chân mẹ vào muộn quá bảo với chỗ này nếu không về được thì cho tôi theo về tôi chọn nó khô, nó không biết ngã đi. Thế mà nhà, vậy em cả hai bên chứ, cái bên này nhà
cửa đó ông bà anh mới ăn cái đóng rồi. Ừ, cửa đó không thế các ông không làm gì. Ai anh em đóng rồi đằng sau. Đằng sau rồi. Ừ, em cũng thấy đóng lâu mà cái cửa đấy chắc. Cửa nhà mày thấy ghét. Đồng thế, còn cần đóng năm nữa. Đi chui buộc rồi đã, buộc từ nước rồi trong màu, chắc vào trong màu ăn với keo nhưng mà ăn giỏ. Cái bàn quảng cáo cho nó cái gì vậy? Cái bàn quảng cáo có bay đâu? Gió làm kia kìa nó buồn nó ác đấy. Mấy cái biển cái ấy chỗ nhà em này. Cái con đầu tiên đấy. Cái đầu lớn đấy. Đủ kiếm Tết được. Đầu năm cuối năm mình ăn, cứ vợ chồng làm sao được ăn.
ra trong sao được. Cuối năm đầu năm cuối năm các bạn. Bây giờ mới là nửa năm rồi trồng đến nửa năm sau. Trong khi năm đầu năm ra cũng đặt giả bước. Cả một khung của một cây nào. Đứng khớp rồi. Bây giờ đấy, mà chuối xanh để nấu ốc thì bây giờ cả một tô. Đây chúa trông nhìn nhà anh ấy làm dẹp cũng còn gì. Đây chuối làm già hết đâu, đạt hết đây, không có một cây nào. Từ cái kênh lên tí là làm hết. Cứ con còn hết đi, làm hết thì chưa nói gì. Bò như tơ. Kết thúc sự kiện rồi.
À, không phải qua điện lưới mà bọn cháu lúc nào kết nối cái hệ thống được ấy thì là ra thôi. Tạm biệt mọi người nhé.